Người thì mọi người hiện nay mọi người kiếm tiền online rất nhiều đúng không mọi người? Thì kiếm tiền online thì nó bắt buộc phải mọi người muốn rút tiền thì nó phải rút tiền về thẻ ATM hoặc số tài khoản ngân hàng. Thì mọi người chưa có thời gian hoặc là xa sang ngân hàng chẳng hạn thì chưa có thời gian để đi ra làm một cái thẻ ATM hoặc là để lấy cái số tài khoản ngân hàng để mình rút tiền về. Thì hiện thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cài một cái app MB Bank online nhé mọi người. Nó sẽ cho mình số tài khoản và mọi người sẽ được chọn số tài khoản đẹp luôn mọi người nhá. Số tài khoản đẹp và dễ nhớ mọi người nhá. Và hiện nay cái tài khoản MB Bank này ấy, nó đang có chương trình khuyến mãi là giới thiệu một người và mọi người sẽ nhận được tiền, và mọi người cái người giới thiệu được nhận tiền và người được giới thiệu cũng được nhận tiền nhé mọi người. Người được giới thiệu nhận được 30 đến 50 nghìn nhé mọi người. Đấy. Thì mọi người có thể tải theo đường link của mình để dưới phần mô tả. Mọi người tải về và cài đặt và cai C xong như mọi người chỉ trong đến 5 đến 10 phút hoặc là 30 phút là mọi người sẽ có một cái tài khoản ngân hàng nhé mọi người, để mọi người chủ động kiếm tiền online, mọi người rút về tài khoản ngân hàng đấy. Và cái ngân hàng MB Anh ấy nó có ưu điểm là nó chuyển tiền liên ngân hàng là miễn phí trọn đời nhé mọi người, tức là mọi người chuyển sang ngân hàng Agribank, Vietinbank hay là Techcombank chẳng hạn là không mất đồng phí nào mọi người nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng tải app và đăng ký tài khoản nha, để nhận 30 đến 50 nghìn nha một người nha. Bây giờ mọi người kích hoạt vào kích vào cái đường link ở phần mô tả, copy đường link và sao chép nó và dán vào trình duyệt mọi người dùng Chrome hoặc là Brave. Mình thì mình dùng trình duyệt Brave, nó không chứa quảng cáo. Đấy thì nó khi mọi người kích vào thì nó copy vào, nó tìm kiếm thấy nó ra như thế này. Thì mọi người đăng ký nhanh, mọi người bấm vào đăng ký nhanh. Đây, nhận 30.000 đồng khi đăng ký thành công. Đấy. App MB Bank miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng trọn đời và lựa chọn số tài khoản đẹp. Đấy. Cơ hội nhận thêm 10 triệu đồng khi giới thiệu bạn bè hoặc người thân sử dụng MB Bank. Thì nó cái này đơn giản, đăng ký rất đơn giản mọi người. Mọi người bấm đăng ký ngay này. Nó có hướng dẫn mọi người nhá. Mọi người có thể đọc. Đây. Bước 1 là mọi người đăng ký. Đấy, bấm đăng ký nhanh. Mọi người có thể giới thiệu này, bấm tiếp tục này. Nó sẽ ra giao diện một cái giao diện khác. Mọi người đợi một lát. Cái app này nó có cả trên cửa hàng CH Play và cửa hàng App Store iOS đấy mọi người. Đấy, nó sẽ ra giao diện như thế này. Tức là nó sẽ ra giao diện của mọi người đã tải cái app ở trên cửa hàng Google Play hoặc là App Store về nha mọi người. Mình thì mình đã đăng ký rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký tạo tài khoản này. Đấy, thì đây. Bước đầu tiên là mọi người xác minh thông tin số điện thoại nhá. Khi mọi người nhập số điện thoại này, khi tức là mọi người bước đầu tiên mọi người bấm vào ấy thì nó sẽ là xác minh số điện thoại, tức là mọi người lấy cái số điện thoại của mọi người đăng ký để sau này mình chuyển tiền hay là mình kích hoạt mã OTP vào điện thoại thì nó sẽ vào số điện thoại của mọi người. Số điện thoại của mọi người phải đăng ký là chính chủ với mọi người nhá. Tiếp theo khi đã lấy mọi người lấy số điện thoại rồi, mọi người bấm vào kích hoạt thì nó sẽ gửi một cái mã OTP về số điện thoại của mọi người nhập vào là ok. Bước thứ hai là mọi người chụp giấy tờ và khuôn mặt, tức là mọi người chụp hộ chiếu là một, nếu có hộ chiếu mọi người chụp hộ chiếu hoặc là chứng minh, mọi người chụp chứng minh nhân dân nhá. Thẻ căn cước cũng vậy, nếu như chứng minh nhân dân thì mọi người chụp hai mặt, mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân. Tiếp đấy là mọi người chụp chụp khuôn mặt của mọi người, nó quay bảo quay sang phải thì mọi người quay sang phải, nó bảo quay sang trái thì mọi người bảo quay sang trái, mà nó nói từ gì thì mọi người nói như thế, nghe chưa? Đấy. Rồi tiếp nếu như chứng minh nhân dân thì mọi người cũng thế, mà chụp hộ chiếu cũng mọi người cũng thế nhé mọi người. Sau khi đã xong xuôi cái bước chụp giấy tờ và khuôn mặt thì mọi người kiểm tra lại thông tin đã chính xác chưa? Thông tin của mình đã chính xác chưa? Nếu như chính xác mọi người bấm xác thực giao dịch. Đấy, xác thực giao dịch là ok. Xác thực giao dịch nhé mọi người. Tiếp đến mọi người xác thực, sau khi xác thực giao dịch mọi người bấm hoàn thành là ok nhé mọi người. Đây, nó bảo là chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân này, hãy đảm bảo này. Đấy, khi mọi người bấm đặt vào đã xong xuôi rồi mọi người bấm sẵn sàng. Đấy. Đây là cái bước mọi người phải nhập số điện thoại này. Mọi người nhập số điện thoại thì nó bắt buộc là mọi người xác minh, nó lấy mã xác minh mọi người nhá. Nó có 5 bước nha mọi người.
Mọi người khi mà mọi người đăng ký rồi ấy, mọi người phải nhập cái tên tài khoản của mọi người đấy, để khi mọi người mà giả sử như mọi người đăng xuất ra ấy, mọi người có thể đăng xuất, mọi người để nhớ cái tên tài khoản này và nhớ mật khẩu của mọi người nhé. Mọi người khi đăng nhập vào, mọi người khi mọi người đã xong xuôi rồi thì mọi người trở lại phần đăng nhập nhé. Mọi người đây, phần đăng nhập thì nó hiển thị như thế này, giả sử mình đã đăng ký xong rồi thì mọi người như thế này, mình sẽ đăng nhập vào. Ok, mình sẽ đăng nhập vào mọi người xem nha. Đây, nó có giao diện như thế này nhá. Ok, rất là ok nhá mọi người. Đây, nó có chuyển tiền này, nạp tiền điện thoại này, dịch vụ thẻ này, thanh toán này, mã QR này, tư vấn giao dịch này, thẻ quốc tế này. Mọi người khi mọi người đã xong xuôi, nó sẽ có tin nhắn, tức là vào tin nhắn vào đây. Thì giả sử như thông báo của mọi người đã đăng ký thành công, nó sẽ báo như thế này. Và số tiền mọi người đã được thì nó sẽ báo như thế này. Tiếp đến mọi người bấm tiện ích chẳng hạn, thì nó có những cái thiết lập mã OTP để mọi người sử dụng. Khi mọi người chuyển tiền này thì mọi người phải kích hoạt cái mã OTP này nha mọi người. Nó tức là giống như một cái mã pin ấy, khi mà mình bấm chuyển tiền ấy, nó sẽ nhập cái mã pin vào số điện thoại của mọi người, hoặc là mọi người đăng ký vào thiết bị điện thoại của mọi người nhé. Thiết bị điện thoại ấy, tức là điện thoại mọi người dùng điện thoại gì thì nó sẽ liên cái thiết bị của điện thoại mọi người, và nó sẽ không cho gửi tin nhắn vào số điện thoại của người, điện thoại của người khác nha mọi người. Đây, mình thì mình đã đăng ký rồi. Cái bước này thì nó đơn giản, mọi người có thể vào đấy là mọi người tìm hiểu xong. Đây, chọn tài khoản số đẹp nhá mọi người. Khi mọi người đăng ký ấy, thì nó cho mọi người một cái tài khoản số rất đẹp nhá. Giả sử như 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hoặc là 3 con 8, 4 con 8, như là 0 đồng nha mọi người. Mọi ngày xưa, ngày lúc trước thì là nó 500.000. Đấy, bây giờ 1 triệu đồng có này, số này. Nhưng bây giờ nó là tài khoản số đẹp miễn phí nha mọi người. Mọi người có thể chọn số tài khoản mọi người dễ nhớ, và mọi người chọn số tài khoản của mọi người nhé mọi người. Ok, trở lại phần trang chủ của nó thì là có app MB Bank đây. Đây, mọi người có thể chơi trò chơi này. Mỗi ngày đăng nhập mọi người có thể có một cái trò chơi, đó là săn ong đi tìm tiền, số tiền thưởng mọi người có nút nha mọi người. Đây, mình sẽ thử quay xem mình có được cái gì không nha mọi người. Tức là mọi người đăng nhập điểm danh, mọi người đã đơn giản điểm danh mỗi ngày. Hôm nay mình đã điểm danh được 1 lần rồi thì mình thử quay xem. Mình không được cái gì mọi người ạ. Đấy, thì cái này chỉ có là may mắn thôi mọi người. Mỗi ngày điểm danh một lần nha mọi người. Chỉ cần mọi người đăng nhập hàng ngày là mọi người có một cái vé để điểm danh hàng ngày. Đây, khách hàng thân thiết này, rồi là giới thiệu bạn bè này, nhận tiền triệu này. Đây. Đấy, thì link giới thiệu nhá. Đây, mỗi một lượt giới thiệu là mọi người có thể nhận được 50.000 đến 30.000 này. Hoặc cái người được giới thiệu cũng nhận được 30.000 đến 50.000 nha mọi người. Đấy, rất ok nhá. Con app này có nhiều người mới chơi và mới đang dùng, rất ok mọi người. Mình đã rút tiền và chơi con app này rất nhiều. Đây, tài khoản của mình đây, hiện tại thì tài khoản mình còn ít. Nghèo quá mọi người. Đấy, chỉ có 119.000 thôi. Đấy, số tài khoản số đẹp của mình đây, mình đã chọn đây. Đấy. Rất ok nhá mọi người. Nó rất uy tín nhá mọi người. Đây là ngân hàng MB Bank, ngân hàng quân đội nhá mọi người. Thôi, video đến đây cũng dài rồi. Thôi, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu có gì không hiểu thì mọi người có thể comment dưới bình luận và mình sẽ trả lời mọi thắc mắc mọi người, hoặc inbox qua Facebook của mình nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay mọi người có thể cho mình một like, một chia sẻ, một comment, một bình luận nhé mọi người. Một đăng ký kênh để mình có thể có thêm động lực làm video nhiều hơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người.